วันนี้ก็อยากจะให้ท่านได้สำราญกับเพลงเขาเรียกว่าผ่อนคลายคุณวิเชียรเนี่ยก็ร้องเพลงได้หลายบรรยากาศหลายแนวเพลงต่อไปนี้ต้องนับถือผู้ร้องทั้งคู่คือสามารถจะผันแปรเสียงจากคนหนุ่มสาวเนี่ยให้กลายเป็นตาแก่ยายแก่ไปได้เลยเพื่อให้มันเข้ากับบรรยากาศของเพลงอย่างนี้ถือว่าเป็นนักพากย์ก็ดีมากนะคือเพลงความรักของคนแก่ตลกดีมากเลยคุณวิเชียรผู้โชติเนี่ยร้องคู่กับคุณเพ็ญแขกัลจารึกนะครับดนตรีก็เป็นลีลาไทยๆอ้าวคืนวันนี้ก็คงจะมีคนแก่ฟังอยู่แยะลองดูสิว่ามันจะเฮกันขนาดไหนความรักของคนแก่chẳng ơi ngó thương chẳng ơi chèm ra chẳng về vậy nà nuôn thiên khôn đời ôi già mắc len gió thành thanh ai phê chân nà chắc qua đi em này em chạy cà đi em này em ơi thông mày cà đi em này em ơi thông mày anh mà đi chạy cho bỏ ở đây hay phong hôm ở đây tụi xin tụi mà khăng lăng hôm cha hôm chăng tại hôm chăng nó có phê kèm dài ui kè một chiều nãy cho hôm cha na đô mượn mưa sáo và ngày dài thương hiệu tóc kiên nãy nó dòng hôm chừng tay hôm tăng ơi chẳng ai nó thương chẳng ai chẳng ra chẳng phê vậy nà nó còn thiên không dài ôi già mắc len gió thành thành ai phê chân chắc có đi em này em chạy cà đi em này em ơi thầm mày cà đi em này em ơi thầm mày hắn mà thì dài cho bỏ ở đây hay quăng hôm ở đây tụi xin tụi mà không lắng hôm chăng thì hôm chăng nó có phê kèm dài ui kèm ốc hiệu nãy cho hôm cho na đo mướn mà sao và ngày dài thương hiệu tắt tiếng nãy dòng hôm thương tay hôm chăng ơi